Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối yêu thương. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn trong những chương trình Kết nối yêu thương trên sóng QTV trong suốt 2 tháng vừa qua. Mỗi một sự sẻ chia, mỗi một sự giúp đỡ sẽ góp phần làm ấm lòng thêm những hoàn cảnh khó khăn, những mệnh đời bất hạnh đang cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi, cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong những chương trình Kết nối yêu thương tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Kết nối yêu thương được phát sóng trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị vào ngày 6 tháng 12 năm 2014, có phản ánh về hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Tăng Mẫn và bà Nguyễn Thị Thịnh ở khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự giúp đỡ. Ngay sau khi chương trình được phát sóng, đồng chí Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Tăng Mẫn. Đồng chí Hoàng Đức Thắng đã thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Tăng Mẫn và bà Nguyễn Thị Thịnh, trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình lập lại nhà ở trước mùa mưa rét. Hiện nay ông Mẫn thuộc diện hộ nghèo, nuôi một người con bị tâm thần, còn bà Nguyễn Thị Thịnh, chị gái ông Mẫn, hiện không có nhà ở. Bản thân bà mang nhiều bệnh tật nên khi tuổi cao sức yếu không lao động được, xin về ở nhờ nhà ông Mẫn. Xin được chia sẻ niềm vui về gia đình ông Nguyễn Tăng Mẫn và bà Nguyễn Thị Thịnh ở khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói trong cuộc sống này có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ. Nhưng những tấm lòng hảo tâm, những sự sẻ chia, những sự động viên của quý vị và các bạn, cả về mặt vật chất lẫn về mặt tinh thần, sẽ làm ấm lòng thêm những ngôi nhà đang có những hoàn cảnh khó khăn ở trong đó. Và qua sự tìm hiểu và cũng như những thông tin mà cả khán giả của chương trình Kết nối yêu thương phản ánh đến chương trình, chúng tôi đã biết được ở trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có hoàn cảnh của em Phan Thị Thu Hằng là học sinh lớp 10 chuyên toán đang có nguy cơ phải bỏ học bởi vì hoàn cảnh của gia đình em đang gặp rất nhiều khó khăn. Phan Thị Thu Hằng sinh ra trong gia đình thuần nông có ba anh chị em ở thôn Xuân Mai, xã Giao Bình, huyện Giao Linh. Dù nhà khó khăn nhưng 9 năm liền em đều là học sinh giỏi. Và năm học lớp 10 này, em là một trong những học sinh top đầu của lớp 10 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Năm 2014 là một năm kém may mắn đối với gia đình em. Mẹ Hằng, bà Tạ Thị Yến bị ung thư vòm họng đã 5 tháng nay đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Còn bố em, ông Phan Văn Hòa cũng bị thủng dạ dày và bị xơ gan giai đoạn cuối, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chị gái vào chăm mẹ ở bệnh viện, anh trai vừa ra trường, công việc chưa ổn định. Với hoàn cảnh hiện tại, rất có thể ước mơ làm bác sĩ của Hằng khó trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian nằm viện, được các bác sĩ tận tâm cứu chữa và được người nhà chăm sóc, bác Phan Văn Hòa đã được xuất viện. Ngày hôm nay, chương trình Kết nối yêu thương đã đến thăm gia đình của bác và em Hằng để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của gia đình em. Người ra đón chúng tôi không phải là bố Hằng, mà là người chú ruột của em. Ông Phan Văn Hùng luôn cận kề chăm sóc những tháng ngày anh trai mình nhập viện. Bố Hằng xuất viện, chú Hùng vẫn thường xuyên sang chăm sóc. Việc đi chợ, nấu cháo, chăm bố của Hằng lẽ ra phải là của mẹ, của chị em Hằng. Nhưng trong lúc này, khi mà mẹ Hằng đang phải điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế, chú luôn là người bên cạnh để chăm sóc cho bố. Khi gia đình Hằng lâm vào cảnh khốn khó, chính quyền địa phương và các đoàn thể cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và sẻ chia. Điều day dứt nhất của bà con hàng xóm ở đây là căn nhà chưa kịp sửa xong, cả bố và mẹ Hằng đều phải nhập viện. Về phía chính quyền địa phương thì cũng rất là quan tâm, cũng tạo điều kiện cho gia đình anh Hoa là rất là
là lớn, đặc biệt là vận động các cái ban ngành đoàn thể, các hội là tổ chức là tới là thăm và động viên, rồi là hội quyên góp hỗ trợ bằng tinh thần và vật chất để là giúp đỡ gia đình ông Hoa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì những người thực hiện chương trình kết nối yêu thương đang có mặt tại nhà của bác Phan Văn Hòa ở xã Gia Bình, huyện Gia Linh, và chúng ta hãy cùng trò chuyện với bác để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của gia đình. Xin chào bác ạ. Thưa bác, cháu được biết là bác vừa mới xuất viện trở về nhà. Vậy thì hiện nay thì tình hình sức khỏe của bác như thế nào ạ? Hiện giờ là bệnh viện đang cho về để nghỉ ngơi. Thời gian rồi coi là tiếp tục quay trở lại để làm cho dạ dày vã và dạ dày cho hoàn chỉnh. Cháu được biết là năm nay riêng chỉ năm 2014 thì bác đã phải nhập viện tới hơn 3 lần rồi. Vậy thì trong cái quá trình mình nhập viện như vậy thì về cái chi phí thuốc men cũng như những chi phí phát sinh như vậy thì mình lấy ở đâu ra? Tiên là tôi có chăn nuôi heo, sau có bán được một ít đầu lần đầu tiên, còn hai lần sau là có vay mượn, vậy là có là như ba con giúp đỡ thêm. Vậy thì cái việc mà chi phí ăn uống cũng như là học tập của em Hằng thì làm như thế nào để mình có thể chi phí cho đủ ạ? Nguồn thu là không có, chỉ có mượn thôi, mượn cho học thôi. Thì lúc mua bắt đầu học đến đoàn mô đây làm có tiền trả thôi. Với hoàn cảnh của gia đình em Hằng thì khi bà Hoa nằm viện thì em Hằng không thể nào chăm sóc bà Hoa toàn thời gian ở bệnh viện được. Vì thế người trực tiếp chăm sóc bà Hoa đó chính là bác Phan Văn Hùng, chủ ruột của em Hằng. Xin chào bác ạ. Bà có thể làm cho chương trình kết nối yêu thương được biết là trong cái quá trình chăm sóc và bác Hoa nằm viện thì bác đã gặp phải những cái khó khăn và trở ngại như thế nào ạ? Gia đình phân chia nhau vào nuôi anh trai. Trong lúc nằm viện là thấy cái hoàn cảnh rất là tồi, là chú em là bị đau bệnh, là vừa bị bệnh sơ gan, vừa bị bệnh là chảy máu dạ dày. Nên những lúc mà chăm sóc là tôi cũng phải cố gắng để giúp cho anh sớm lên bệnh để xuất viện để về với gia đình. Là một người thân trong gia đình thì bác có biết được là cái chi phí hiện tại mà cho cả hai người nằm viện hiện nay là khoảng bao nhiêu tiền không? Giờ đây là anh chị cũng thuộc dạng anh cũng chi phí là cũng vài chục triệu một người. Chào Hằng, lúc mà em biết được tin mẹ mình bị ung thư thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc mà biết tin mẹ ung thư thì tại vì là bà đau trước rồi nhập viện xong rồi đến lúc mẹ vô Huế khám xong biết ung thư, mẹ nói điện nói với em là vài ngày sau mẹ sẽ nhập Huế để điều trị. Thì em rất là buồn, rất là thương mẹ. Cái rất thương ba nữa. Tại vì nếu mà mẹ vô Huế thì chị chăm, mà ba ở ngoài không có ai chăm. Cho nên là thỉnh thoảng em đi học về thì học về buổi chiều thì vẫn qua ba, để ba cần gì để giúp rồi bị về lại để đi học. Thưa quý vị và các bạn, thông qua chương trình kết nối yêu thương thì Trung tâm Ngoại ngữ Quỳnh Phương đã biết đến trường hợp của em Phan Thị Thu Hằng là học sinh lớp 10 toán trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Và ngày hôm nay thì đại diện của Trung tâm Ngoại ngữ Quỳnh Phương đó là anh Võ Xuân Niềm đã cùng đồng hành với chương trình. Xin được chào anh ạ. Được biết thì qua chương trình kết nối yêu thương thì Trung tâm Ngoại ngữ Quỳnh Phương đã biết tới hoàn cảnh của em Hằng. Và ngày hôm nay thì anh là đại diện của trung tâm, anh có thể chia sẻ rõ hơn về những dự định và những cái chia sẻ của trung tâm dành cho hoàn cảnh riêng của em Hằng được không? Sau khi tôi nghe chương trình kết nối yêu thương thì tôi tham gia công đoàn về đây. Thì qua quá trình thực tế như thế này, trước đây tôi là dự định trao cho cháu một số học bổng. Mà qua quá trình tôi thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi sẽ trao cho cháu một cái học bổng mà miễn phí từ đây cho hết cấp 3. Là cháu là hoàn thành cái chương trình ngoại ngữ của trung tâm. Và sau đó trung tâm chúng tôi sẽ tạo một điều kiện học bổng
và tư vấn miễn phí cho cháu để cháu có được một cái nguyện vọng, những cái gì cháu muốn làm tương lai về sau. Tôi phải làm những cái gì đó mặc dù rất nhỏ bé của xã hội, tôi sẵn sàng tôi làm được những cái gì là tôi làm. Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Và bây giờ xin được mời anh trao về món quà cụ thể của anh cho em Hằng trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự hỗ trợ trực tiếp của Trung tâm Ngoại ngữ Quỳnh Phương đã gửi tới em Hằng trong chương trình ngày hôm nay, thì còn một món quà nữa đã được gửi tới em Hằng trong thời gian mà chúng tôi đã quảng bá cho chương trình này. Đó là món quà của cô giáo Cẩm Xuyên, là một người bạn của thầy giáo Trương Sĩ Tiến ở phường 1, thành phố Đông Hà. Cô là một người Huế nhưng có kỷ niệm rất sâu nặng về Quảng Trị. Và cô gửi tới em Hằng một món quà trị giá 3 triệu đồng với mong muốn không chỉ riêng có em Hằng mà tất cả những em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất hiểu học của Quảng Trị sẽ tiếp tục và có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình trong tương lai. Còn riêng với trường hợp của em Hằng trong chương trình ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều những cái tấm lòng hảo tâm và sẻ chia với em. Ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời đại diện của đoàn xã Do Thành, Do Linh sẽ tặng cho em số tiền đó là 300.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, và chúng tôi cũng rất vui mừng khi những người thực hiện chương trình Kết nối yêu thương đã nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của cả cán bộ, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Nhân dân và Đảng ủy của xã Do Bình. Và ngày hôm nay thì khi mà chúng tôi thực hiện chương trình thì các anh cũng đã quyên góp ở trong cơ quan những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ cho trường hợp em Hằng, số tiền là 600.000 đồng. Ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời đại diện của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Do Bình sẽ trao số tiền này tới em. Hiện nay thì em Phan Thị Thu Hằng đang là học sinh của lớp 10 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà. Và em Hằng đã nhận được sự giúp đỡ và động viên về tinh thần cũng như vật chất rất lớn từ thầy cô, từ bạn bè cũng như các cán bộ nhân viên ban giám hiệu nhà trường. Ngay trong chương trình ngày hôm nay cùng đồng hành với em Hằng thì đoàn trường đã có một món quà trị giá 500.000 đồng gửi tới em. Xin được mời đại diện đoàn trường trao số tiền này tới em. Thưa quý vị và các bạn, văn phòng đại diện công ty thẩm định giá BTC Value đã đồng hành cùng với chương trình Kết nối yêu thương ngay từ những số đầu tiên. Và như thường lệ trong chương trình ngày hôm nay thì BTC Value cũng gửi tới nhân vật của chương trình em Phan Thị Thu Hằng số tiền trị giá 500.000 đồng. Và tiếp theo sẽ là món quà từ chi đoàn Đài Phát thanh Truyền Quảng Trị. Xin được mời đại diện của chi đoàn sẽ trao cho em số tiền 500.000 đồng. Quý vị và các bạn đừng quên gửi thư và giới thiệu về những hoàn cảnh khó khăn cần được sự giúp đỡ của cộng đồng về cho chương trình của chúng tôi, chương trình Kết nối yêu thương, địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, số 105/2 Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà. Còn bây giờ những người thực hiện chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Lại thêm một mùa đông nữa, bà Nguyễn Thị Lử ở thôn Mộc Đức, xã Cam Hiểu, huyện Cam Lộ phải dùng chút sức tàn của tuổi già để chống chọi với những cơn gió lạnh như cắt da, cắt thịt. Năm nay, dù đã bước sang tuổi 85, bà vẫn phải gắng gượng tự động viên mình phải sống lâu, sống tốt để còn làm chỗ dựa cho người con trai bị tâm thần và đứa cháu nuôi mồ côi. Gia đình tiện là ba người, nhưng bao giờ cũng chỉ một mình bà vào ra sắp đặt. Kinh tế gia đình tất cả đều dựa vào số tiền 180.000 trợ cấp tuổi già mỗi tháng. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Lử, chương trình Kết nối yêu thương số 6 rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả gần xa. Mọi đóng góp xin gửi về theo địa chỉ chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, hoặc địa chỉ gia đình của bà Nguyễn Thị Lử, thôn Mộc Đức, xã Cam Hiểu, huyện Cam Lộ. Xin trân trọng cảm ơn.